Ra mắt hoàn hảo, Kompany cùng Bayern có trận thắng cách biệt 13 bàn trong ngày ra mắt của tân huấn luyện viên Kompany. Các cầu thủ Bayern Munich đã có một trận đấu rực rỡ và giành chiến thắng trước Gladbach Eagles với tỷ số 14-1. Bayern Munich đã thể hiện sức mạnh của mình với chiến thắng áp đảo 14-1 trước FC Gladbach Eagles trong trận giao hữu đầu tiên chuẩn bị cho mùa giải mới. Như dự đoán, Bayern đã áp đảo hoàn toàn ngay từ những phút đầu tiên, nhưng hàng thủ của Gladbach Eagles và thủ môn Mario Wey đã khiến Bayern gặp không ít khó khăn. Mathys Tel đã có cơ hội mở tỷ số ở phút thứ 8, nhưng chỉ có thể sút trúng khung gỗ. Thủ môn Wey tiếp tục tỏa sáng khi cản phá cú sút của Brian Zaragoza, đưa bóng đi trúng xà ngang ở phút 17. Tuy nhiên, đến phút thứ 25, thế trận đã mở ra khi Erling Lina lập cú đúp chỉ trong vài phút, trước khi Mathys Tel tiếp tục gia tăng cách biệt với hai bàn thắng liên tiếp ở các phút 26 và 27. Đội chủ nhà đáp trả bằng bàn thắng của Edrichner, nhưng không đủ để làm thay đổi cục diện trận đấu. Không để đối thủ có thời gian hồi phục, Bayern tiếp tục tấn công dồn dập. Nusser Masraoui ghi bàn nâng tỷ số lên 5-1 ở phút 32, Mathys Tel hoàn tất hat-trick của mình ở phút 40 và Raph Hungerio ghi bàn ở phút 42, đưa Bayern dẫn trước 7-1 khi kết thúc hiệp 1. Trong hiệp 2, huấn luyện viên đã thay đổi hoàn toàn đội hình, tạo cơ hội cho các cầu thủ khác thể hiện. Đội hình mới vẫn duy trì sức ép lên khung thành đối phương. Arizon Ibrahimovic, 55 phút, Mudassar Sadat 59 phút và Nestor Iankander 60 phút tiếp tục ghi thêm 3 bàn thắng. Sacha Boey vô tình phản lưới nhà ở phút 65, trước khi Sadat hoàn tất cú đúp của mình ở phút 68. Không dừng lại ở đó, Jonathan Aspesensen, 77 phút và Noel Asekonkili, 79 phút ghi tên mình lên bảng tỷ số, hoàn tất chiến thắng 14-1 cho Bayern trong trận giao hữu mở màn. Tuy nhiên khi xét tới những màn đối đầu, giữa hai đội trong quá khứ tỷ số trên vẫn chưa phải là con số ấn tượng nhất. Xét cả 4 trận đấu gặp nhau, Hùng Xám đã ghi 84 bàn vào lưới đối thủ. Dẫu vậy trong ngày ra mắt, Kompany và Bayern Munich đã có một màn trình diễn ấn tượng và hứa hẹn một mùa giải mới rất đáng xem. Nhật Bản đè bẹp Paraguay ngày ra quân Olympic 2024 tiếp nối phong độ ấn tượng tại U23 châu Á, Nhật Bản đại thắng Paraguay 5 bàn không gỡ tại chân mở màn môn bóng đá bảng D Olympic 2024. Tại Thế vận hội Olympic Paris 2024, dù U23 Nhật Bản không thể gọi một số ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu hoặc những cầu thủ lớn tuổi, nhưng đội bóng này vẫn được đánh giá cao về chất lượng đội hình. Đúng như dự đoán, trận đấu bắt đầu với sự chủ động của U23 Nhật Bản. Phút 19, Shunsuke Mito mở tỷ số sau pha phối hợp đẹp mắt từ cánh trái, giúp đội nhà dẫn trước 1-0. Sang hiệp 2, U23 Nhật Bản tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội. Phút 63, Mito lần thứ 2 ghi bàn, lần này bằng cú đánh đầu chính xác từ đường truyền của đồng đội. Tiếp đà hưng phấn phút 70, Rihito Yamamoto nâng tỷ số lên 3-0 với một cú sút chéo góc quyết đoán ngoài vòng cấm, sau khi tận dụng khoảng trống mà hàng phòng ngự đối phương để lộ. Dù U23 Paraguay nỗ lực tấn công đầu hiệp 2, nhưng không thể ghi bàn, thậm chí họ còn để đối phương chọc thủng lưới thêm 2 lần. Phút 82, Sota Fujio tiếp tục gia tăng cách biệt cho U23 Nhật Bản với pha đánh đầu hiểm hóc từ cú đá phạt. Phút 87, Fujio hoàn tất chiến thắng 5-0 khi tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để kết thúc trận đấu với cơn mưa bàn thắng cho đội bóng xứ sở hoa anh đào. U23 Nhật Bản đã có màn khởi đầu hoàn hảo tại Thế vận hội Paris 2024, với 3 điểm có được họ đang chiếm trệ ngôi đầu bảng D sau lượt trận đầu tiên. Thể công muốn cho Nguyễn Hoàng Đức rời đi sớm, câu lạc bộ Thể công Viettel muốn đàm phán chuyển nhượng tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức ngay trước thềm mùa 2024-2025, 6 tháng trước khi đôi bên hết hạn hợp đồng. Trong buổi làm việc với Thể công ngày 22 tháng 7, Hoàng Đức khẳng định lại rằng anh sẽ không gia hạn hợp đồng. Anh chỉ thi đấu cho đội bóng áo lính tới tháng 1 năm 2025, sau đó ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Chia sẻ với VN Express tối 23 tháng 7, đại diện Thể công cho biết sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với bất cứ đội bóng nào để chuyển nhượng Hoàng Đức ngay giai đoạn chuẩn bị cho mùa mới. Quan điểm của chúng tôi là không muốn sử dụng cầu thủ chỉ trong nửa mùa và cũng muốn Hoàng Đức có thể chơi trọn vẹn mùa giải cho câu lạc bộ mới, vị này nói thêm. Hoàng Đức được cho là đã đạt thỏa thuận với một câu lạc bộ mới ở V-League. Anh dự kiến nhận khoảng 30 tỷ đồng lót tay cho bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Hoàng Đức sinh năm 1998 tại Hải Dương, trưởng thành từ lò đào tạo Viettel và được đôn lên đội 1 từ năm 2017. Anh góp công lớn giúp Viettel đội về sau đổi tên thành Thể công, vô địch V-League 2020, giành siêu cấp quốc gia 2020. Hoàng Đức cũng đã khoác áo các cấp độ đội tuyển từ U19 tới U20, U23 và đội tuyển, là trụ cột thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Điểm nhấn phạt đền, Tây Ban Nha giành 3 điểm nhọc nhằn ngày ra quân Olympic 2024 U23 Tây Ban Nha, đã có một chiến thắng cực kỳ vất vả trước U23 Uzbekistan, qua đó khởi đầu suôn sẻ tại Olympic Paris 2024. Bắt đầu trận đấu, U23 Tây Ban Nha đã cho thấy sức mạnh của mình khi vùng lên tấn công, ngay từ những phút đầu tiên. Các cầu thủ áo đỏ liên tục tạo ra các cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của U23 Uzbekistan, và thành quả cuối cùng cũng đã tới với La Rosa. Phút 29, hậu vệ Makbubin đã có pha chớp thời cơ cực nhanh trong vòng cấm khi tung ra cú dứt điểm cận thành và không cho thủ môn đối phương có cơ hội cản phá, qua đó mang về bàn mở tỷ số cho U23 Tây Ban Nha. Có được bàn thắng, tưởng chừng các cầu thủ áo đỏ sẽ kiểm soát trận đấu, thế nhưng sai lầm của hậu vệ Kubasi trong vòng cấm ở phút 43 đã biếu không cho đối thủ quả đá phạt đền. Đứng trước cơ hội ngon ăn, tiền đạo Somorodov đã có cú dứt điểm hiểm hóc và mang về bàn gỡ cho U23 Uzbekistan, qua đó khép lại 45 phút đầu tiên với kết quả bất phân thắng bại. Bước sang hiệp 2, Tây Ban Nha một lần nữa đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng vượt lên.
đội tuyển xứ bò tót đã có cơ hội khi được hưởng phạt đền ở phút 56, thế nhưng Sergio Gomez lại không thể đánh bại thủ thành Nematov. Dẫu vậy, chỉ 3 phút sau đó, Gomez đã lập công chuộc tội với cú dứt điểm gọn gàng và giúp La Roja lần thứ 2 vượt lên. Nhận bàn thua đau, các cầu thủ U23 Uzbekistan vùng lên mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn thắng, thế nhưng họ lại không thể chiến thắng được sự vững chắc của hàng thủ U23 Tây Ban Nha, qua đó chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-2. 3 điểm trong ngày ra quân giúp U23 Tây Ban Nha tạm thời leo lên ngôi đầu bảng C, trong khi đó, U23 Uzbekistan sẽ phải cố gắng rất nhiều ở các lượt đấu tiếp theo, nếu như muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Rủi ro với Đảng Cộng Hòa khi ông Biden dừng tranh cử Tổng thống Biden, rời cuộc đua khiến Đảng Cộng Hòa đối mặt rủi ro lớn, bởi chiến lược tranh cử của họ, vốn được thiết lập để nhắm chủ yếu vào ông chủ Nhà Trắng. Sau nhiều tuần đối mặt áp lực từ các nghị sĩ dân chủ, nhà hoạt động và tài trợ, Tổng thống Joe Biden ngày 21 tháng 7 thông báo dừng cuộc đua vào Nhà Trắng. Từ một trong những thượng nghị sĩ trẻ tuổi nhất đến tổng thống lớn tuổi nhất lịch sử Mỹ, ông Biden sẽ khép lại sự nghiệp chính trị hơn 50 năm khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1 năm 2025. Theo giới quan sát, việc ông Biden rút lui và tuyên bố ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris, 59 tuổi, ra tranh cử gây xáo trộn các quy trình nhưng vẫn giúp đảng Dân chủ thở phào nhẹ nhõm. Phe đang lo ngại nhiều nhất lúc này lại là Đảng Cộng hòa. Chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng hòa và ông Donald Trump ngay từ đầu không được thiết lập để đối phó một ứng viên Dân chủ trung trung, mà nhắm vào đối thủ rất cụ thể là Joe Biden, Tim Alberta, cây viết của Atlantic bình luận. Và khi đã chuẩn bị xong, thứ duy nhất có thể phá hoại kế hoạch hoàn hảo của bạn chính là người bạn muốn đối phó không còn trên lá phiếu nữa. Alberta đã trao đổi với Trisla Chiviter và Suzy Wise, đồng quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, suốt 6 tháng qua. Hai cố vấn này đã đo ni đóng giày mọi hoạt động của chiến dịch từ quảng cáo cho đến các tuyên bố, nhằm tập trung khắc họa hai ứng viên một cách đơn giản là ông Trump mạnh mẽ, còn ông Biden yếu kém. Chiến dịch của ông Trump lan truyền các video về ông Biden, nhấn mạnh yếu tố tuổi cao và ngày càng kém minh mẫn của đối thủ. Họ dùng những hình ảnh này để trực quan hóa cho tuyên bố của mình, rằng Tổng thống Biden không chỉ yếu về thể chất, mà còn kém trong các vấn đề biên giới, tội phạm và kinh tế. Ông Trump, 78 tuổi, và ông Biden, 81 tuổi, trước đó đều là ứng viên lớn tuổi nhất đại diện cho Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tranh cử. Giờ đây, tuổi tác không còn là vấn đề của phe Dân Chủ, bởi bà Harris trẻ hơn gần 20 tuổi so với Trump, và không gặp vấn đề nào về sức khỏe. Mọi sự chú ý về yếu tố tuổi tác hay sức khỏe hiện dồn về phía ứng viên Đảng Cộng Hòa. Phe Cộng Hòa muốn công kích Biden, Harris bằng những gì họ đã làm trong thời gian đương nhiệm. Nhưng bà Harris giờ đây sẽ tranh cử với ứng viên phó tổng thống mới, người sẽ không liên quan đến những chính sách gây tranh cãi của ông Biden, như trong xung đột Israel, Hamas, nhưng vẫn hưởng lợi từ những thành công trong chính sách đối nội, đối ngoại, như mở rộng NATO. Đảng Cộng Hòa giờ đây sẽ phải thay đổi chiến lược, hướng vào ứng viên mới, điều sẽ khiến nguồn lực của họ bị hao tổn đáng kể, một nguồn tin ở bang Florida nói với Pewper. Ánh đèn sân khấu chiếu vào ông Trump sẽ mờ đi một thời gian. Ông ấy tuyên bố có thể dễ dàng đánh bại bà Harris như đánh bại ông Biden, nhưng ẩn sâu bên trong, ông ấy sợ sức trẻ của phó tổng thống, nguồn tin thứ hai cho biết. Ông Trump cũng hiểu rằng là một cựu công tố viên, bà Harris nhạy bén về chính trị, am hiểu về pháp lý và nắm rõ những vấn đề người dân Mỹ đang phải đối mặt. Đảng Cộng hòa dường như chưa vạch ra được chiến lược mới để hướng vào bà Harris. Các trợ lý của ông Trump vẫn nói rằng, chiến dịch tranh cử đối phó Harris sẽ không khác biệt nhiều so với cách họ từng làm với ông Biden. Chúng tôi đã sẵn sàng 100%, cố vấn cấp cao kiêm nhà thăm dò ý kiến của chiến dịch Tony Fabrizio nói tại đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa đầu tuần trước. Fabrizio cho biết họ đã chuẩn bị các video quảng cáo nhằm vào Harris để thay thế phòng trường hợp ông Biden rút lui. Các đồng minh của ông Trump ngày 21 tháng 7 đang quảng cáo công kích bà Harris ngay khi ông Biden thông báo ngừng tranh cử. Ngày 22 tháng 7, J.D. Vance, ứng viên phó tổng thống Đảng Cộng hòa, chỉ trích bà Harris che giấu tình trạng sức khỏe của ông Biden, cáo buộc phe Dân chủ đang làm xói mòn nền Dân chủ khi thúc đẩy tổng thống rời cuộc đua, dù ông đã vượt qua bầu cử sơ bộ. MAGA, siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ ông Trump, thông báo sẽ chi 11 triệu USD trong 2 tuần tới cho quảng cáo công kích Harris. Nhưng theo Dave Ehrenberg, công tố viên hạt Palm Beach, thành viên Đảng Dân chủ, chiến dịch của ông Trump tin họ có thể đánh bại Tổng thống Biden, nhưng không chắc về khả năng chiến thắng khi đối mặt bà Harris. Đó là lý do họ công kích nỗ lực của Đảng Dân chủ nhằm tìm ứng viên thay thế, thậm chí dọa có hành động pháp lý để ngăn sự thay đổi này, ông Ehrenberg nhận định. Điều đó nói lên tất cả. Bà Harris chưa được Đảng Dân chủ trao đề cử, nhưng đã nhận được sự ủng hộ từ những người có sức ảnh hưởng, như cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và các ứng viên tiềm năng khác. Ủy ban quốc gia Đảng Dân chủ sẽ sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử để xác định ứng viên cho đảng trước ngày 7 tháng 8. Để nhận đề cử, bà Harris cần được đa số đại biểu Đảng Dân chủ từ các bang bỏ phiếu ủng hộ. Kết quả thăm dò do AP công bố ngày 22 tháng 7 cho thấy bà Harris hội đủ điều kiện này. Đảng Dân chủ dự kiến tổ chức đại hội toàn quốc ngày 19-22 tháng 8 ở Chicago, bang Illinois, trao đề cử ứng viên tổng thống cho người được chọn. Ông Trump và chiến dịch tranh cử của mình phải ứng phó với những sự kiện bước ngoặt này và họ không vui chút nào. Tôi nghĩ đó là lý do các bạn sẽ thấy những cá nhân và kênh truyền thông ủng hộ Trump sẽ phàn nàn nhiều về việc bà Harris trở thành ứng viên của Đảng Dân Chủ, cựu nghị sĩ Cộng hòa bang Florida Jay Scarborough bình luận trên MSNBC. Zeko cứu Mourinho trong trận ra mắt Fenerbahce trong trận chính thức đầu tiên của huấn luyện viên Jose Mourinho, tiền đạo Edin Zeko lập hat-trick giúp Fenerbahce thắng Lugano 4-3, tại lượt đi vòng loại thứ 2 Champions League 2024-2025. Fenerbahce được đánh giá cao hơn khi đứng thứ 45, còn Lugano của Thụy Sĩ đứng thứ 193 theo chỉ số sức mạnh của Opta.
Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ cũng có những ngôi sao như thủ môn Croatia Dominic Livakovic, cựu trung vệ Leicester City Kekla Sorunku, cựu tiền vệ Man United Fred Hayzusan Tadic, ngôi sao từng đá cho Southampton tại ngoại hạng Anh. Nhưng Fenerbahce trải qua 90 phút vất vả trên sân Stockholm hôm 23 tháng 7, trong trận chính thức đầu tiên của Mourinho, ngay phút 4, Lugano mở tỷ số nhờ cú đánh đầu cận thành của trung vệ Ayman El Wafi. Phải tới phút bù hiệp 1, Fenerbahce mới quân bình tỷ số nhờ cú đá phạt đền của Dzeko. Sau đó, lần lượt ở phút 46 và 67, cựu tiền đạo Man City và Inter Milan ghi thêm 2 bàn để lập cú hat-trick thứ 12 trong sự nghiệp. Dzeko, 38 tuổi, cũng vượt qua Sáp Aninan ra 32, để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lập hat-trick cho câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ tại cấp châu Âu. Xen giữa hai bàn này là pha lập công quân bình tỷ số 2-2 của Imran Bislimi. Ferica Ziaklu nâng tỷ số lên 4-2 cho Fenerbahce ở phút 73, rồi Milton Valenzuela rút ngắn cách biệt cho Lugano ở phút bù thứ 4. Sau trận, Mourinho ca ngợi Dzeko có ngày thi đấu thăng hoa, đồng thời chỉ trích việc UEFA phê chuẩn trận đấu diễn ra trên sân cỏ nhân tạo. Rất khó để thích nghi với sân cỏ nhân tạo. Các cầu thủ gặp khó trong việc rê bóng. Thật không thể chấp nhận được việc phải thi đấu ở cấp độ Champions League trên một sân như vậy, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha nói với giọng gay gắt. Sau khi bị Roma sa thải, Mourinho đạt thỏa thuận dẫn dắt câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce theo hợp đồng 2 năm. Bản giao kèo này được cho có điều khoản để người đặc biệt tự do ra đi để dẫn đội tuyển Bồ Đào Nha, mà không phải trả tiền đền bù hợp đồng cho Fenerbahce. Tôi hài lòng với những gì câu lạc bộ đã làm, Mourinho bày tỏ. Tôi không hỏi ai về việc đến đây mà chỉ muốn làm điều tốt nhất. Fenerbahce vắng nhiều cầu thủ vì họ vừa thi đấu ở cấp độ đội tuyển. Tôi muốn cảm ơn chủ tịch, ban giám đốc và giám đốc thể thao vì những nỗ lực của họ. Trận lượt về giữa Fenerbahce và Lugano sẽ diễn ra ngày 30 tháng 7 trên sân Ulker, Istanbul. Nếu thắng Lugano, đội bóng của Mourinho vẫn còn phải vượt qua vòng loại thứ 3 và vòng playoff để được dự vòng bảng Champions League. Trước trận ra mắt thắng Lugano, Mourinho cùng Fenerbahce lần lượt thắng Petrol Ulbricht 2-1, hòa Admiral Wacker 1-1, thua Hajduk Split 0-1, thắng Strasbourg 4-0, Hull City 5-1 ở các trận giao hữu tiền mùa giải. Fenerbahce không tham dự Champions League kể từ năm 2008, và Mourinho cũng không dẫn dắt câu lạc bộ nào dự giải đấu này từ năm 2020, Tottenham và Roma. Huấn luyện viên Argentina, trận đấu với Morocco là trò xiếc lớn nhất. Huấn luyện viên Javier Mascherano tức giận khi Argentina bị hủy bàn gỡ, phải ra sân đá thêm 3 phút sau gần 2 tiếng tạm dừng, rồi thua Morocco 1-2 ở lượt đầu bảng B Olympic Paris 2024. Trang web của Olympic Paris đã ghi nhận kết quả 2-2, rồi ban tổ chức nói trận đấu bị hoãn vì an ninh. Đây là thế vận hội, không phải giải đấu cấp làng. Trận đấu bị hoãn tới 7 lần vì khán giả tràn vào sân. Và can thiệp, nhưng không thông báo. Chúng tôi không cần được ưu ái, nhưng cũng không muốn bị đưa ra làm trò đùa như thế này. Đây là trò xiếc lớn nhất tôi từng thấy, Mascherano nói với giọng giận dữ tại họp báo sau trận. Trận đấu giữa Argentina, Morocco khai cuộc vào lúc 15 giờ, theo giờ Paris, nhưng tới tận 19 giờ 7 phút mới chính thức kết thúc. Ban đầu, hiệp 2 có 15 phút bù và Argentina đưa được bóng vào lưới Morocco ở phút bù thứ 16. Trong pha bóng hỗn loạn, tiền vệ Cristian Medina ập vào đánh đầu cận thành ấn định tỷ số hòa 2-2. Ngay sau pha làm bàn này, nhiều khán giả Morocco tràn xuống sân, hoặc ném vật thể lạ về phía các cầu thủ Argentina. Lực lượng chống bạo động được huy động vào sân, sẵn sàng làm nhiệm vụ. Trọng tài Thụy Điển Glenai bất định cho trận đấu tiếp tục, nhưng thấy tình hình hỗn loạn, thổi còi mãn cuộc sau bàn của Medina. Trong lúc cầu thủ bắt tay nhau, pháo sáng và chai lọ tiếp tục được ném xuống sân. Hai đội vì thế gấp rút di chuyển vào đường hầm để đảm bảo an toàn. Trận đấu trên sân Gio Freud ghi sát tưởng như khép lại với tỷ số hòa 2-2, nhưng va vào cuộc kín. Sau đó, ban tổ chức Olympic thông báo bàn thắng của Medina không được công nhận, do cầu thủ Argentina Bruno Amaiwan việt vị khi tham gia tình huống tấn công. Sau gần 2 tiếng tạm dừng, trọng tài yêu cầu hai đội vào sân đá thêm 3 phút bù, trong tình trạng không khán giả. Morocco bảo toàn được lợi thế, và kết thúc trận đấu với thắng lợi 2-1. Mascherano tiết lộ cổ động viên Morocco đã quậy phá Argentina, từ buổi tập ngày 23 tháng 7, tràn vào sân, lấy trộm đồ đồng hồ, nhẫn của tiền đạo Thiago Almada và nhiều vật dụng khác. Hôm qua thì thế, hôm nay, họ lại tràn vào sân 7 lần, ném pháo hoa vào chúng tôi. Ban tổ chức muốn chúng tôi tin tưởng, ghi nhận tích cực mọi thứ. Nhưng những chuyện này đã xảy ra, ông nhấn mạnh, lúc Argentina chờ đợi, theo Mascherano, chỉ có 3 cầu thủ Morocco sang tán gẫu và nói rằng họ cũng không muốn thi đấu nốt ít phút còn lại. Trong phòng thay đồ, chẳng ai thông báo gì chúng tôi, và rồi đội bắt đầu nhận thấy những điều bất thường. Các trọng tài cũng không đến để giải thích. Huấn luyện viên Argentina không biết phải nói với các cầu thủ thế nào khi toàn đội phải trở lại sân, khởi động để đá tiếp sau hơn 80 phút ngồi trong phòng thay đồ. Tôi không biết chuyện gì đã diễn ra. Bàn của Medina việt vị ư? Cũng được thôi, nhưng hãy để chúng tôi đá tiếp cùng lắm sau đó 4 phút, khi chúng tôi vẫn còn động lực, thay vì dừng trận đấu, rồi bắt chúng tôi vào đá thêm 3 phút sau hơn 1 tiếng rưỡi tạm hoãn, Mascherano nói thêm. Tuy nhiên, Mascherano cũng khẳng định Argentina sẽ phải gạt chuyện vừa rồi sang một bên, để chuẩn bị cho gặp Iraq ngày 27 tháng 7 rồi Ukraine ngày 30 tháng 7. Chuyện này sẽ kết thúc trong hôm nay. Chúng tôi phải tập trung cho 2 trận tiếp theo, vì Argentina phải thắng để đi tiếp. Tôi không muốn dùng từ tức giận, nhưng có lẽ các cầu thủ của tôi sẽ giữ lại cảm xúc đó, biến nó thành sức mạnh, năng lượng để quyết thắng 2 trận tới, ông nói. Đội trưởng Argentina Nicolas Otamendi thì gọi những gì vừa diễn ra là nỗi hổ thẹn lịch sử. Trung vệ 36 tuổi này nói thêm, những chuyện như thế này chưa từng diễn ra. Phía Morocco không muốn đá tiếp và chúng tôi cũng vậy.
Chúng tôi đợi tới hơn 1 tiếng rưỡi, nhưng ban tổ chức không nói gì. Sự việc khiến chúng tôi thấy bất lực, vì đây là thế vận hội. Liên đoàn bóng đá Argentina, AFA sau đó đề nghị lên ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA vào cuộc điều tra sự việc. Trước đó, tổ trọng tài cũng gây tranh cãi khi cho hiệp 2 được bù tới 15 phút, giữa lúc Argentina bị dẫn bàn. Theo tờ L'Equipe, số phút bù cao vì nhiều cổ động viên quá khích chạy xuống sân làm gián đoạn trận đấu. Tờ ESPN bình luận về màn sửa, tỷ số của ban tổ chức là nghiệp dư, đáng xấu hổ và chưa có tiền lệ trong lịch sử. Khởi đầu đáng buồn cho Olympic dù lễ khai mạc chưa diễn ra, bài viết của ESPN có đoạn. Siêu sao Lionel Messi, sau khi theo dõi trận đấu từ Mỹ, viết lên mạng xã hội Instagram 2 chữ kỳ quái. Hai ngôi sao khác của đội tuyển Argentina là Rodrigo Zepon và Nicola Tagliafico, cũng mô tả trận đấu này trên tài khoản mạng xã hội của họ là bất thường.